Xin chào các bạn, nay mình giới thiệu đơn phỏng vấn quán ngày 17 tháng 12, chủ nhật tuần này nhé. Địa điểm có hai chỗ là ở Tokyo và ở Chiba. Số lượng tuyển là 4 bạn với nhân viên chính thức nhé. Công việc là bắt đầu sẽ là hô đựng và kitchen, sau đấy sẽ lên ly đà và lên tên chủ. Lương là từ 25 man trở đi. Chế độ là tuần được nghỉ 2 buổi và cũng có tăng ca nhé. Tiếng Nhật là giao tiếp thường ngày là các bạn cũng có thể đăng ký được rồi. Công ty mình tổ chức phỏng vấn tất cả các ngày trong tuần. Các bạn ứng tuyển bên dưới nhé.